Chào anh em nhé, hôm nay là một phi vụ giao dịch diều. Đấy, nghiện nhân trẻ. Thế bây giờ mua cái gì? À, chốt chưa? Ê, đèn diều đâu đấy? Đứng đây xuống này cho nó chảo đi. Hả? Trung á? Đưa xem nào. Cho đèn này á? Đèn chạy pin à? Đầu tiên chạy còn dấu nhưng mà mất quạt rồi. Mất quạt rồi á? Không quạt. Ờ. Sáng không? Sáng. Thử cắm vào. Pin đấy là pin vật mũi à? Không biết, chung cho thì chung cho. Đi ra. Ông ngồng ngồng. Đâu? Một màu à? Màu đỏ à? Đúng, màu đỏ. Tiền đâu? Chuẩn bị tiền chưa? Rồi. Bao tiền? 5 xu. Chuẩn bị đủ rồi gì? Tích mãi được đấy. Hả? Tích mãi được đấy. Tích ở đâu? Lấy ở đâu ta? Hả? Lấy đâu? Từ lúc bác khâu, từ lúc có cái sẹo khâu chân đây này, bác cho 40. Xong rồi tối lại ra bà bảo đánh nhung cho bà. Xong rồi bà cho thêm 50.000 nữa. 10 ấy. Thế là đủ. Đủ 50.000. Ừ, đủ rồi. Hay lên diều to kìa, lấy mẹ ăn diều rồng kia về tạ. Hả? Không á? Diều lấy về thì có đốt bếp rồi, chứ không thả được đâu. Đợi tí nhá. Nhưng mà phải trông chó nha. Ừ, đợi đã, phải vào lấy. Nhưng mà Thái có kéo được không? Kéo được. Biết nẹp không? Nẹp chưa mà nẹp bao giờ. Nhìn đẹp không? Không được. Khỏe khung lắm. To không? Nẹp hơi dài. Nẹp hơi dài á? Hả? Gãy nhẹ rồi. Lắp ghép. Lắp ghép đàng hoàng. Chiều đâu con này em nó nhặt được mà. Nó nhặt được. Đòi biết ai mà đòi. Có dàn sáo nó đối mất rồi. Không thì cho cả dàn sáo. Nó đối mất cho cái thằng đấy đây. Già có sáo điều này cõng không? Hả? Điều này cõng cái nào? Không. Không lên thôi được. Nên nó có bánh lái này nó đảo. Mày lắp cái đèn ấy vào đầu này, lắp đèn lên đầu cho nặng đầu cả cục pin nghe chưa, cả cục pin. Cái sáo nhỏ nhỏ này hôm nọ lấy về là nó còn mới cơ, nó không gãy này đâu. Để nó gãy mà không nhặt được ấy. Sáng dậy thấy dây bắt cái nhặt. À đêm đứt mới đứt sang đây đứt của ai. Cầm đi chẳng. Nặng thế. Nặng á? Diều đấy nặng gì? Cầm đi nó nặng. Con này chính hàng đại trà. Đại trà gì? Diều ấy đây, cánh bầu. Cánh bầu thì đã khỏe rồi, nắm con đại trà. Cánh bìa ấy nào, cũng mua. Đúng rồi, đẹp đấy. Hả? Nẹp à? Nẹp lại mua à? 50 à? Hả?
diều 50 ngang cho này nhỉ. Nếu 50 có thấy ok không? Chốt chưa? Nhưng mà 50 rẻ quá nhỉ. Hả? Cái bè hơn được không? Hơn bè có đủ tiền không? Hết rồi. Chán nhỉ. Nắng nồi này mò tận đây. Hả? Mình đánh em đi nhưng mà nó đi trời. Để nẹp nhá. Đợi tí để nẹp ạ. Không bao giờ gãy, bảo hành luôn gãy lại mang ra đây. Được không? Ui. Bảo hành. Đâu có chia. Không được mảnh chia là để nẹp. Dây 3 mét đấy. Dây 2 mét đốt rồi. Ghen ra được đây này. Chưa? Đấy, xuống cầm xem dèo nào. Kiểm tra đây. Ui giời. Nó đẹp hơn đấy. Như cánh bên này thẳng hơn à. Nó chạy, nó chạy dây đó. Không phải bản gốc của nó như này thì mình cứ cả nó mình nó đi lên. Hiểu không? Bản gốc của nó ấy. Chứ đừng chỉnh. Nó giỏ keo đây rồi mà. Bây giờ mình muốn cong hơn về là lệch lèo. Được chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Không nên tạm thời chỉnh lèo đã. Nghe chưa? Rồi, ok rồi đây. Hả? Sang tiền à? 10, 20, 30, 40, 50. Rồi, chốt nhá. Nè. Thôi em về lắp bây giờ, em phải lấy bông dính lên không gì. Về thả giữ gìn nhá. Nhưng mà về phải lấy máy hàm hàm cái này đó. Về phải lấy máy hàm hàm cái này đi. Nối. Nối. Ờ, để bảo anh trung hàn. Thôi, về chứ, dạ. Cho kêu lấy tiền làm gì, nhặt được thì cho về thả xem lên đúng nhá, không biết lên được không đấy. Nếu mà cánh bên kia cong hơn thì ra đi cho nó cong đỡ căng thẳng. Ừ. Rồi kiếm cái sáo ra ruộng đời được. À? Không thiếu ra ruộng nghiệp đời không thiếu. Tôi này không biết có cho ăn không mà. Thế nhá, về nhá. Ok chưa? Ờ. Nhớ bảo bố là con xin nhá. Nhưng mà cái dây 3 mét này. Dây 3 mét thì hơi to. Dạ, không thì về xin anh Trung quận dây 3. Sao đi đường đây? Sao đi đường đây? Xe vứt đây mà, vừa ấy chú đuổi vứt đây mà. Ui giời, vứt cả xe ở đây. Bây giờ vác cái gì? Đang đi ngày trước thôi. Tay đâu? Cầm đầu, lên tay xe, lên xe đi. Kéo ngã. Một tay cầm đầu thì một tay lái xe. Đi xe điện nhưng mà xe điện mẹ giúp bố được không? Thế anh em nha, mà giao dịch xong nhá. Đấy, diều nhặt được thì cho về thả như tiền cất tiền không phải rơi. Cất ở đây. Ừ. Ngoài. Chứ còn mấy cái loại này bán gì?
Trông đẹp phết nhỉ. Chả biết được nhặt được có thế rồi. Lên xe đi. Lên xe đi. Đi từ thôi, từ từ mắc ngã dây đâu ấy. Từ để cuốn cuốn hoàn hoay vào đã. Mua diều. Ai mua? Thái mua. Ôi cho mà. Rồi. Đi được không? Đi được đâu bây giờ? Đây cầm ở đây. Cầm ở tay này xin đạp thôi. Không ngã đập trong mặt nữa. Ngựa thả được chụp ảnh xem nhá. Ok nha mọi người, con sáo à con diều đấy là mình nhặt được anh em ạ. Hẹn từ hôm qua rồi bảo là chiều mai ra bán được một con diều 50.000. Đấy. Nó về không biết xoay được 50.000. Ôi trêu thôi, chủ yếu là mình cho ai. Con đấy mình chả dùng đến, nhặt được. Có cái sáo nó đổi rồi. Nhặt được cái diều nó có sáo cơ. Nhưng mà có một thằng cu nó bảo đổi một cái dàn, một cái dàn cho nó một cái sáo nhỏ, đổi cho nó đổi cho mình con D100 thì phải. Yeah, ok mình đổi. Nên cho cái sáo không thì hôm nay mình cho thằng ấy cả diều cả sáo luôn. Ok anh em nha. Cái hôm mà mình quay cái video mà thả quay cái video cho diều này này thì cách đây mấy hôm rồi. Đấy. Thì đến hôm nay thì có một có mấy thằng cu nó vào nó xin lại diều với sáo. Căn bản là cái hôm mình quay cái video ngũ hổ tướng ấy là mình có nhắc đến cái diều là mình nhặt được. Thế là mới bọn nó mới xem được cái video đấy là vào xin lại. Nhưng mà cái sáo mình cho mất rồi. Thế thì mình mới bảo là sáo thì diều sáo thì cho mẹ hết rồi. Nhưng mình bảo là thôi thì tí họ bảo thằng cu trong kia là nó giả lại cái sáo. Thì thằng cu đấy nó ra đây mà. Thì nó đưa lại cho bọn ấy cái sáo. Cầm về. Thì diều mình bảo mình cho mất rồi. Thì mình bảo là thôi thì hôm nào mình sẽ làm một cái khác. Đấy. Ví dụ mình làm thì mình sẽ đăng video, mình sẽ bảo thì bọn nó sẽ vào thì mình cho cái diều khác. Đấy còn cái diều đấy thì mình cho mất rồi. thì mình giả nó dàn sáo đấy. Đấy bọn mấy cu nhóc có xem được video của chú thì cứ thế nhá, lúc nào mà chú làm xong cái quả diều khác ấy thì chú bảo chú đăng video chú bảo vào lấy nhá. Thực tế ra là căn bản lâu quá chả thấy ai vào, chả thấy ai vào nhặt thì mình sao xin lại thì mình lại cho ấy, mình chả đem gì. Cho nên anh em hết sức thông cảm hiểu không? Ok anh em nhá.